Chào các bạn, cô là Hồng Diệu Tường. Trước hết cô xin chúc tất cả những các bạn mà đã vào xem cái kênh của cô có nhiều sức khỏe dồi dào, mọi việc trong cuộc sống ổn định và có nhiều cái may mắn, có nhiều niềm vui. Cô làm cái video này là khởi đầu một cái YouTube mới của cô. Vì các YouTube của cô thì đều bị những người giỏi thiên tính họ vào, họ quậy đánh chặn, họ làm đủ thứ hết trơn, họ làm như nói có sai hơn là muốn lấy cái YouTube của cô vậy. Cho YouTube của cô ngàn người đăng ký thì họ lấy làm sao không hiểu được. Cái YouTube cũ của cô là gần 50.000 người đăng ký đó các bạn. Cô làm trong vòng 2 năm gần 500 cái video đó. Bây giờ cái tài khoản nó vẫn còn, vẫn được khôi phục, nhưng mà cái trang để mà xem video lên của cô đó họ chuyển qua cái trang vi phạm ra hả, cô không thể gửi, không thể xem những video lên cái YouTube cũ của cô là tên là TV Amelia. Thì cô buồn dữ lắm. Một cái YouTube của mình nó giống như cái đứa con tinh thần vậy đó. Vì mỗi ngày mình vào mình chăm sóc đó, bao nhiêu là thời gian và cái cảm xúc của mình, những kỷ niệm đi du lịch, những bài viết đầy cảm xúc. Bây giờ không còn cái trang đó nữa đó, thì những cảm xúc cô viết trong những cái video đó đã qua rồi, không có thể nào là còn mãi được. Sau đó thì một thời gian vui quay nỗi buồn đó, thì cô lại làm một số YouTube mới cho các bạn. Như rồi cũng vậy à, vô như cái điện thoại của cô đó, quậy tùm lum ở trong đó chứ. Cô rất buồn á, nhiều khi muốn bỏ làm YouTube luôn. Vì những người đó họ giỏi vi tính á, vô trong cái YouTube chính của cô họ làm những cái trang YouTube phụ đó, quậy trong đó tùm lum. Cô rất buồn, cô đã xóa hai YouTube của cô mới vừa xóa xong. Xóa hai YouTube của cô đó, thì còn lại vài cái YouTube. Và cô làm cái YouTube mới này. Trước hết cô rất cảm ơn hai bạn đã đăng ký vào cái YouTube mới này của cô nha. Rất là cảm động. Amelia TV của cô nha. Cô rất là cảm ơn các bạn. Cô rất là cô đơn và các bạn là những người bạn rất quý trọng, rất trân trọng, rất kính trọng, rất yêu mến. Tại vì như những ca sĩ hoặc những người mà gọi là những người nổi tiếng thì họ có nhiều cái người đăng ký theo dõi, nhưng mà cô chỉ là một cái người bình thường đó các bạn. Mà cái kênh của cô đó không có phải là một cái kênh vui chơi, một cái kênh giải trí, mà các bạn đến đây cũng trân trọng những người đăng ký
xem, like, comment trên cái kênh của cô đó các bạn ơi. Cô rất nể phục những người đó. Như các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại.